Trò chơi mê cung lăng bi hình chiếc phi thuyền. Đây là một trò chơi vui nhộn và thú vị, yêu cầu bạn điều khiển quả bi nhỏ qua các đường cong và chướng ngại vật bên trong chiếc phi thuyền. Bạn phải xoay nghiêng chiếc phi thuyền để làm cho quả bóng lăn theo ý muốn để đưa quả bóng đến đích một cách nhanh nhất. Trò chơi mê cung lăng bi phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp rèn luyện sự tập trung, khéo léo và phản xạ của bạn. Bút bi đa năng 10 màu sắc khác nhau là một cây bút đa năng cho phép viết hoặc vẽ với 10 màu sắc khác nhau. Chỉ cần bằng một cú nhấn nút có thể chọn màu tùy thích từ các nút trên thân bút và thay đổi màu một cách dễ dàng khi cần. Bút 10 màu sắc có đầu bút nhỏ và miệng cho ra nét viết đẹp và rõ ràng. Đây là một cây bút tiện lợi và sáng tạo giúp ghi chép và làm bài tập, vẽ tranh hoặc trang trí các vật dụng theo ý muốn. Sản phẩm rất hay và tiện lợi, phải không mọi người? Món đồ chơi dành cho anh em đam mê bộ môn lắp ráp mô hình. Đây là một chiếc xe ô tô mini với những bộ phận đã được tách rời và có giấy hướng dẫn sử dụng. Mình thấy là mô hình này lắp ráp rất là nhanh và vô cùng đơn giản bởi vì ít chi tiết, không quá cầu kỳ. Món đồ chơi dành cho những lúc rảnh rỗi, thư giãn cũng được, phải không anh em ơi? Một món đồ chơi dành cho anh em nào thích lắp ráp. Hello 500 anh em đã quay lại với channel của mình. Đây là một bộ lắp ráp xe đồ chơi mini. Vì chiếc xe của mình rất là nhỏ nên ít bộ phận có thể lắp ráp khá là nhanh luôn. Món đồ chơi dùng những lúc rảnh rỗi, thư giãn cũng được, phải không anh em ơi?